Thưa quý vị, tại giải xe đạp nữ toàn quốc mở rộng An Giang năm 2023 Cúp Lộc Trời, ngoài lực lượng đội tuyển, các đội An Giang, Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương và Đồng Tháp có thêm đội trẻ, các em hầu hết ở độ tuổi từ 16 đến 18 tuổi. Đây là lần đầu tiên các em tham dự một giải đua lớn nên rất quyết tâm khẳng định mình để hy vọng tìm một vị trí ở tuyến đội tuyển trong thời gian tới. Nguyễn Thị Kim Giàng sinh năm 2005, đến với môn xe đạp được 3 năm nay. Thông qua những cuộc thi xe đạp phong trào ở huyện Tri Tôn, em được các thầy bộ môn xe đạp của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể thao tỉnh An Giang tuyển chọn vào đội hình trẻ. Sau 3 năm luyện tập, Kim Giàng trở thành vận động viên có nhiều triển vọng. Và đây là lần thứ hai em được thi đấu giải xe đạp lớn như thế này và luôn hỗ trợ tốt cho các chị trong suốt thời gian thi đấu. Lần đầu tiên con tham dự giải thì bản thân tụi con là đội trẻ của tập đoàn Ngọc Trời, nên là tham dự giải thì tụi con chủ yếu là học hỏi kinh nghiệm từ các chị và đồng thời đó là cố gắng phấn đấu để giải trẻ sắp tới và đồng thời là hỗ trợ cho mấy chị để có bảo vệ những danh hiệu đang có và quyết tâm tới cùng. Tương lai là con mong con sẽ là lớp kế thừa của mấy chị hiện tại. Chuyên môn thì nói chung là các em trẻ nó tiến bộ về cái sức mạnh bền, nói chung là tiến bộ nhiều. Ban huấn luyện cũng yêu cầu là trong quá trình thi đấu các em trẻ hỗ trợ cho lực lượng tiến tuyển thì các em làm rất là tốt cái vấn đề này. Còn với xe đạp Đồng Tháp tham gia giải năm nay với hai đội hình, trong đó đội trẻ tham dự với tinh thần học hỏi để tích lũy thêm kinh nghiệm nhằm chuẩn bị cho giải xe đạp trẻ toàn quốc được tổ chức vào đầu tháng 8 tới tại An Giang. Đa phần các em đều ở độ tuổi 16-17, với lòng đam mê xe đạp nên không ngại nắng mưa mà chỉ muốn thể hiện sức trẻ để có được thành tích tốt nhất. Dạ, qua giải này con thấy con rút được nhiều kinh nghiệm với thêm mấy thầy chỉ nữa, thêm mấy chị dẫn dắt của con. Dạ, con có thành tích để được lên tuyển. Qua cái giải này thì cho các em nó cũng học hỏi những kinh nghiệm của các đàn chị cũng như học hỏi các đội khác để các em càng ngày càng tiến bộ hơn về chuyên môn. Mục tiêu là coi như là cọ sát học hỏi để chuẩn bị cho giải trẻ toàn quốc sắp tới tháng 8 sẽ tổ chức tại An Giang. Giải xe đạp nữ toàn quốc mở rộng An Giang năm 2023 Cúp Lộc Trời, ngoài sự tranh chấp quyết liệt các thứ hạng đồng đội áo vàng, áo xanh, áo trắng, thì đây cũng là giải đấu giúp cho các vận động viên trẻ có thêm kinh nghiệm bổ ích và tinh thần thi đấu quyết tâm cao. Và các em trẻ này là thi đấu rất là tốt, mặc dù thứ hạng hiện nay không có, tuy nhiên chỉ có em Lâm Thị Thùy Dương là của Thành phố Hồ Chí Minh là đang mặc áo trắng, thì đây là một tín hiệu tốt cho xe đạp thể thao Việt Nam. Và trong cái giai đoạn tới là từ đây cho tới 5 năm nữa thì chắc chắn là Lộc Trời sẽ phối hợp với Liên đoàn xe đạp ô tô An Giang đã đào tạo trẻ thêm để tìm ra những cái em thi em mai và đặc biệt là em thật sau này để mới mong phát triển xe đạp Việt Nam được. Qua bảng xếp hạng, giải xe đạp nữ toàn quốc mở rộng An Giang năm 2023 Cúp Lộc Trời, một số vận động viên trẻ ở các đội lọt vào 20 thứ hạng đầu, điển hình như vận động viên Lâm Thị Thùy Dương, đội Thành phố Hồ Chí Minh đang mặc áo trắng dành cho vận động viên trẻ thi đấu có thành tích tốt nhất suốt 5 chặng liền. Đây là tín hiệu vui đối với môn xe đạp nữ luôn có lực lượng kế thừa đầy đam mê và nhiệt huyết cho môn thể thao phải vượt nắng vượt gió mưa mà phái nữ không phải ai cũng đam mê trở thành cua rơ.